sinh tố bơ. Đây là bơ. Và sữa tươi. Sữa đặc. Một ít đậu phộng. Và nước đá. Giờ mình sẽ đi gọt cái phần bơ này. Cái phần bơ này thì mình đã gọt nhỏ rồi, giờ mình sẽ xắt ra những miếng dừa dừa. Nhìn rất là ngon luôn. Và giờ cái phần bơ của mình đã xắt ra thành những miếng nhỏ nhỏ gì rồi. Giờ mình sẽ đem đi xay. Bây giờ mình sẽ bỏ bơ vào mình máy xay để mình xay. Giờ mình sẽ bỏ sữa đặc vô. Sẽ cho đi kéo vô đây luôn. Bây giờ mình đã xay xong. Nhìn rất là ngon. Và giờ cái phần bơ còn lại mình cũng làm y vậy. Mình sẽ để bơ vô. Sữa tươi vô.
sẽ để sữa đặc vô. Giờ phần sữa tươi mình để xong rồi, mình sẽ để nước đá đập nhuyễn vô. Bây giờ mình sẽ đi xay. Bây giờ cái phần bơ này mình đã xay xong rồi, nhìn rất là ngon luôn. Giờ thì mình sẽ đổ ra ly. Bây giờ mình sẽ đổ ra ly. Cái phần bơ mình đã để ra ly rồi, mình sẽ gắp một ít đậu phộng lên. Phần bơ mình đã bỏ ra ly và mình đã trang trí ít miếng bơ lên, mình sẽ để hút lên. Nhìn rất là đẹp luôn. Mình trang trí ít cọng rau thơm lên.